Rồi các em có thấy cái màn hình chia chia sẻ của thầy không? Thấy Thấy rồi. 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 Thì bữa nay là mình sẽ nghiên cứu về biến ngẫu nhiên ha. Đây là cái khái niệm, cái định nghĩa về biến ngẫu nhiên nè. Biến ngẫu nhiên đó là một cái đại lượng bằng số mà giá trị nó nhận được một cách ngẫu nhiên tùy theo kết quả phép thử. Thì các biến ngẫu nhiên nó ký hiệu bằng cái chữ in hoa là x, y, z, t, vân vân. Miền giá trị của biến ngẫu nhiên x nó ký hiệu là IMX và nó chính là tập hợp tất cả giá trị của x. Định nghĩa 2.2 cũng là định nghĩa về biến ngẫu nhiên nhưng mà nó là định nghĩa về kiểu gì toán học. Tức là nó cho biết cái bản chất của biến ngẫu nhiên đó, nó là một cái hàm được đi từ cái không gian mẫu của cái phép thử đến cái trục số thực. Thấy không? Và chỗ cái chú ý này đó chính là cái phần ký hiệu viết tắt. Đấy. Thì qua cái định nghĩa biến ngẫu nhiên này đó thì các em nhớ cho thầy đó là em lưu ý cho thầy cái điều này. Em phải phân biệt được cái khái niệm giữa biến ngẫu nhiên và biến cố ha. Thì ví dụ như mình có một cái không gian mẫu của phép thử. Nó là một cái tập omega như thế này. Thì ở trong đây đó nó có những cái tập con. Tập con đó mình gọi là gì? Biến cố. Này là A, B, C. Cái này không gian mẫu của phép thử. Thì A, B, C này mình gọi là các cái biến cố. Thế bây giờ đó là thì trong cái không gian mẫu này nó có những cái điểm mẫu. Điểm mẫu nó chính là các cái biến cố sơ cấp đó. Đúng không? Và cái biến cố sơ cấp này có khi nó là số, có khi nó là chữ, có khi nó là đối tượng nào đó. Nhưng mà bây giờ đó là mình sẽ gán những cái số này, những cái biến cố sơ cấp này cho một cái số trên trục số thực. Đây, trục số thực. Trục số thực này R, mình sẽ gán cho ứng với mọi cái biến cố sơ cấp mình sẽ gán cho một con số ở bên đây. Chẳng hạn như đây là số 0, đây là số 1, phải không? Thì cái gán này là mình gọi là một biến ngẫu nhiên. Như vậy thì cái khái niệm biến ngẫu nhiên đó, nó khác với cái khái niệm biến cố, nó phân biệt được hai cái này nó khác nhau. Vậy thì bản chất của cái biến cố đó, nó là cái tập hợp. Còn bản chất của biến ngẫu nhiên, biến ngẫu nhiên ở đây mình viết tắt ra BNN là biến ngẫu nhiên, thì cái này nó là hàm, bản chất của nó là hàm. Hàm tức là cái nói cái phép tương ứng mà nó nói giữa hai cái tập, thấy không? Đấy. Thì khi mà cái biến ngẫu nhiên mà mình cho nó nhận giá trị mà nó nhỏ hơn một cái số nào đó, thấy không? Thì nó cái chỗ này nó trở thành là biến cố. Đúng không? Thì khi mà có cái biến ngẫu nhiên thì nó là hàm, còn biến cố là tập hợp. Nhưng mà khi mà mình cho biến ngẫu nhiên nó nhận một cái giá trị cố định nào đó thì nó trở thành là một biến cố. Đấy. Thì đó là mối quan hệ giữa biến ngẫu nhiên và biến cố, cũng như mình phân biệt không? Thì đây là ký hiệu viết tắt nè. Thì cái ký hiệu x nhỏ hơn x này không phải là tập hợp bên trục số thực, mà đó là tập hợp ở bên cái không gian mẫu omega đó. Tập hợp bên không gian mẫu omega tức là em thấy nó tập hợp bao gồm những cái x nằm trong omega sao cho, xin lỗi, những cái omega con nằm trong omega lớn sao cho x tác động lên omega này nó bé hơn x. À, thì cái ký hiệu này mình sẽ viết là x lớn bé hơn x nhỏ. À. Và tương tự như vậy thì mình có cái khái niệm là cái ký hiệu viết tắt là x lớn bé hơn bằng x nhỏ thì nó chính là cái tập hợp này, hoặc là x lớn là lớn hơn x nhỏ nó chính là tập hợp này, rồi x lớn bằng x nhỏ là chính là tập hợp này. Thì trong cái ký hiệu viết
trong cái bài của thầy đó, trong cái tài liệu của thầy đó, thì là cái ít lớn đó, nó là biến ngẫu nhiên. Còn khi mình viết ít nhỏ, cái này là số thực, một số thực, và đó chính là giá trị của biến ngẫu nhiên, của biến ngẫu nhiên ít. Đấy, thì em lưu ý là khi trong cái tài liệu của thầy, khi mà thầy viết ít lớn là biến ngẫu nhiên hay ít nhỏ là giá trị của biến ngẫu nhiên. Và còn cái omega này, khi viết nhỏ thế này là phần tử của không gian mẫu, không omega là không gian mẫu, thì cái này mình biết rồi. Thì chúng ta có cái định lý, chúng ta có cái định lý 2.1. Chào thầy tí. Rồi cái định lý 4.2 tức là nếu mà x y là các biến ngẫu nhiên các em, thì AB là các hàng số, thì AX cộng BY nó cũng là biến ngẫu nhiên ha. Rồi x nhân y hoặc x chia y với điều kiện y khác không, rồi min x y, rồi max của x y cũng là biến ngẫu nhiên. Lát nữa mình sẽ khi có ví dụ mình sẽ khảo sát về cái định lý này. Thì bây giờ mình xem cái ví dụ này. Một bạn gặp cho thầy cái ví dụ 2.1. 2.1. Trương Quốc Huy. Trương Quốc Huy có mặt không ạ? Dạ có À, đọc ví dụ thầy ơi. 2.1 luôn. Thầy là gieo một đồng xu cân đối đồng chắc hai lần, ký hiệu x là số mặt sắt xuất hiện, khi đó x là một biến ngẫu nhiên và miền giá trị của x là này đồng Y mà ít à? bằng tập hợp 0 1 2, biến ngẫu nhiên này có miền giá trị hữu hạn. Rồi. Và cái biến ngẫu nhiên này đó, người ta gọi nó là biến ngẫu nhiên rời rạc. Các em lưu ý, lát nữa mình có phân loại biến ngẫu nhiên ha. Rồi, một bạn đọc cho thầy ví dụ 2.2 đi. Trần Văn Quý. Dạ thầy, là gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất, gọi y là số chấm xuất hiện, khi đó y là biến ngẫu nhiên, là Miền giá trị của y đọc đó giùm được. miền giá trị của y 1 2 3 4, miền giá trị của y 1 đến 6, thì biến ngẫu nhiên này có miền giá trị hữu hạn. Rồi, thì khi mình phân loại thì biến ngẫu nhiên này nó cũng gọi là gì? Là về biến ngẫu nhiên rời rạc. Rồi, ví dụ 2.3. Nguyễn Thị Như Quỳnh đọc cho thầy. Quan sát số người ít đi đến siêu thị Vincom trong khoảng thời gian 8 giờ đến 8 giờ 30, ta có ít là biến ngẫu nhiên. Miền giá trị của x. Okay. Giá trị của x bằng 0, 1, 2. Tính ngẫu nhiên này
có miền giá trị vô hạn nhưng đếm được. Thì ở đây em thấy là cái miền giá trị của ít đó là từ 0, 1, 2 vân vân ở phía sau. Đấy, tức là nó vô hạn, phải không? Vô hạn nhưng mà mình đếm được. Rồi biến ngẫu nhiên mà miền giá trị nó vô hạn như thế này thì mình cũng gọi là biến rời rạc, phải không? Biến ngẫu nhiên rời rạc. Ví dụ 2.4. Bạn đọc cho thầy ví dụ 2.4. Phan Anh Kiệt. Dạ là một lớp có 50 sinh viên, cộng ngẫu nhiên một sinh viên của lớp, gọi ít là chiều cao của sinh viên chọn và y là cân nặng của sinh viên đó. Khi đó ít y là các biến ngẫu nhiên, mình giá trị của ít y lần được là số đo chiều cao cân nặng của các sinh viên. Giả sử trong lớp có bạn có chiều cao thấp nhất là 145 cm và có bạn có chiều cao nhất không quá 175 cm. Khi đó miền giá trị của ít là 145 tới 175 cm. Giả sử trong lớp có bạn có cân nặng nhỏ nhất là 35 kg và cân nặng cao nhất không quá 70 kg. Khi đó miền giá trị của y là 35-70 kg. Hai biến ngẫu nhiên này có miền giá trị là tập vô hạn không biết được. Rồi, cảm ơn. Thì biến ngẫu nhiên như thế này mình gọi là biến ngẫu nhiên liên tục nha, biến nhiên liên tục nha. Rồi nữa khi mà mình thực hành đó, chữ này là chữ được đó, không đếm được. Rồi khi mình thực hành thì mình sẽ phân loại thế nào là biến ngẫu nhiên rời rạc, biến ngẫu nhiên liên tục, phải không? Rồi biến ngẫu nhiên định tính, biến ngẫu nhiên định lượng nữa, thì trong thống kê mình có cái đó, định tính, định lượng. Định lượng thì nó chia là liên tục rời rạc, phải không? Định tính thì nó chia là định danh hoặc là thứ bậc. Rồi bây giờ cái ví dụ 2.5. Đọc cho thầy ví dụ 2.5. Thúy Vi, Đặng Thị Thúy Vi đọc cho thầy. Dạ. Bắn một viên đạn vào bia gọi ít là khoảng cách từ điểm chạm của viên đạn đến tâm của bia thì ít là biến ngẫu nhiên. Em ít bằng 0. Nếu không không phải D thầy. À, không đến D, từ không đến Không D. đến... À. Nó là nó chính là một khoảng cách trong R và là một tập hợp vô hạn không đếm được. Không phải khoảng cách, nó là một khoảng một trong khoảng. R, đúng không? Nó không phải khoảng cách, Dạ. khoảng. Một khoảng là thế này. Ví dụ như đây em có một cái tấm bia nè. Cái bia 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 mà bắn tên hay bắn súng thì chính giữa nó có một cái chấm gọi là hồng tâm. Đúng không? Là tâm của bia đó. Thì cái bán kính, giả sử cái bia này nó là hình tròn thì cái bán kính của nó là D. Đúng không? Đây, bây giờ mình bắn một viên đạn vào bia thì cái điểm chạm của viên đạn là chỗ này. Đó, bây giờ mình sẽ đo cái khoảng cách từ điểm chạm của viên đạn đến đây thì nó là ít. Như vậy thì miền giá trị của ít này nó là nó là một cái con số mà nằm ở trong khoảng từ 0 đến D. Đúng không? Ví dụ cái bia này của em là bán kính nó là 0,5 mét. 0,5 đấy, tức là D bằng 0,5, phải không? Vậy thì cái điểm chạm của viên đạn mà đến tâm của bia là nó không quá 0,5. Thì ví dụ như em xét trên trục số thực á, ví dụ như mình xét trên trục số thực như thế này thì ở đây đó là cái số 0, ở đây là số 1. Vì khi mà em nói là cái khoảng 0,1, khoảng 0,1 tập hợp các số thực thuộc khoảng 0,1, tức là nó là tất cả những cái số nằm ở trong cái khoảng này, nằm giữa số 0 số 1, nó rất là nhiều, nó nhiều hơn số các trong hàng, phải không? Thì cái như tập hợp những cái điểm nằm chi chít ở đây này, đó, trong cái đoạn này tức là nó thuộc cái khoảng 0,1, tức là tập hợp các cái số thực mà nằm trong khoảng 0,1, giống như tập hợp những cái số thực mà nằm trong khoảng 0D vậy. Thì đây là tập hợp vô hạn không đếm được, phải không? Vô hạn không đếm được. Thì tương tự vậy thì cái biến ngẫu nhiên T chỉ tuổi thọ của một linh kiện điện tử. Linh kiện ấy, chữ này chữ chữ K, linh kiện điện tử. Thì T là một cái biến ngẫu nhiên mà miền giá trị của nó là IMT bằng từ 0 đến 8. À, từ 0 đến cộng vô cùng nhé, 0 đến cộng vô cùng. Thì đây cũng là tập vô hạn không đếm được.
Thì qua cái định tất cả cái ví dụ này đó, thì mình thấy là cái biến ngẫu nhiên á nó phân chia thành hai loại, loại rời rạc và loại liên tục. Loại rời rạc chẳng hạn như đây là rời rạc nè, biến ngẫu nhiên ví dụ 2.1, 2.2, 2.3 là rời rạc. Còn 2.4, 2.5, 2.6 thì nó là biến ngẫu nhiên liên tục, phải không? Thế bây giờ mình sẽ khảo sát kỹ là cái ví dụ 2.1 này. À, khảo sát kỹ là ví dụ 2.1 này. Thì ở đây là gieo con xúc xắc cân đối đồng chắc hai lần, phải không? Gieo, xin lỗi, gieo đồng xu cân đối đồng chắc hai lần. Bây giờ mình gieo cái đồng xu này ba lần thử coi nó ra cái gì. À, bây giờ các em xem cho thầy cái ví dụ. Thế thì cái không gian mẫu của phép thử là như thế nào? Bạn nào nói cho thầy biết không? Không gian mẫu của phép thử là thế nào? Nguyễn Hoàng Tân. Nguyễn Hoàng Tân đâu? Nguyễn Hoàng Tấn hay Nguyễn Hoàng Tân này? Của em là Tấn hay Tân? Dạ Tấn. Tấn là em không để dấu rồi, thầy đâu có biết rồi, thầy kêu Tân. Nguyễn Hoàng Tấn không? Em đọc bây giờ Dạ. em nói cho thầy biết rồi, nếu mà mình gieo đồng xu cân đối đồng chắc ba lần như thế này thì không gian mẫu phép thử nó gồm có những cái biến cố nào? Này là mặt sắp và mặt ngửa. Mặt sắp mấy lần, mặt ngửa mấy lần? Đây là mặt sắp 3 lần, mặt ngửa 3 lần. Mặt sắp ba lần, mặt ngửa ba lần. Còn trường hợp nào đó không? Hay là sắp ngửa ngửa. Sắp ngửa ngửa. Ngửa sắp ngửa. À, ngửa ngửa sắp. À, rồi à, ngửa sắp sắp. Rồi sắp ngửa sắp. Sắp sắp ngửa ngửa. Thế bây giờ ở đây là nó có 8 kết quả này, bây giờ thầy sẽ gọi x là biến ngẫu nhiên. Chỉ cái số mặt sắp. Chỉ số mặt sắp. Chỉ số mặt sắp. À, xuất hiện trong 3 lần gieo. Thì lúc này á là cái miền giá trị của x nó gồm có những kết quả nào em? Em nói ai Trời. Tấn luôn đó. với thầy là có kết quả là 1, 2, 3. Có gì nữa không? Dạ thầy là không. À, không. Vì mình giá trị nó như thế này. Bây giờ mình xét cái ví dụ số 2. Ví dụ thứ hai. Bây giờ mình sẽ gieo con xúc xắc. Cân đối đồng chất. Gieo con xúc xắc cân đối đồng chất hai lần. Gọi x là biến ngẫu nhiên. Chỉ số chấm xuất hiện ở lần đầu. Y là biến ngẫu nhiên. Chỉ số chấm xuất hiện ở lần sau. Lần sau.
Như vậy thì em cho thầy biết coi cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên x là gồm cái gì. Một bạn khác ha, Lê Quang Long. Dạ có thầy. Miền giá trị của x là gồm kết quả hả? Dạ là không. Ủa, chính xác có mặt sao? Có mặt không chấm à? Có một. Hai, ba, bốn, năm, sáu. Đúng rồi, cảm ơn em. Tương tự vậy thì miền giá trị của y nó cũng có kết quả là một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Y như thế này. Thế thì bây giờ đó là mình muốn xem biến ngẫu nhiên z là bằng là x cộng y. Mình đặt z bằng x cộng y như vậy thì miền giá trị của z nó gồm cái gì? Rồi bạn nào trả lời được? Phan Anh Kiệt. Dạ. Miền giá trị của y, của z nó gồm những kết quả nào? Dạ đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 là gì? Nó xuất hiện số 1 không? Em lưu ý là 1 là z là bằng x cộng y nha. X cộng y. X cộng y bằng 1 khi nào? Y bằng 1, y bằng 0. Đúng không? Thì em thấy là giá trị nhỏ nhất của y ở đây là bằng 1 rồi nè. Được chưa? Nhỏ nhất của y là 1 rồi nè. Nếu mà hai cái này là nhỏ nhất hết thì cộng nhau thì nó ra nhỏ nhất của z đúng không? Thì nó phải bằng 2 chứ. Bằng 2. Nếu x bằng 1, y bằng 1 thì x cộng 1, x cộng y là bằng 2. Đúng chưa? Rồi tiếp theo là lấy giá trị mấy nè? Vậy là 3. Mấy nữa? Dạ 4. 4. Tới 12. 12. Bây giờ em thầy hỏi em là cái z nó bằng 4 khi nào? Z này nó bằng 4 khi nào? Giờ hãy z bằng 4 khi x bằng 1, y bằng 3 hoặc là x bằng 2, y bằng 2 rồi x bằng 3, y bằng 1. Rồi đúng rồi. Cảm ơn em. Đấy. Đấy thì chúng ta có hiểu bài đó. Bây giờ thầy hỏi tiếp là ví dụ như mình đặt biến ngẫu nhiên t bằng x trừ y như thế này. Thì cái miền giá trị của T nó gồm cái gì? Ai trả lời được? Đỗ Thiên Mã. Có thầy ơi. Bây giờ miền giá trị của T là gồm những kết quả nào? T bằng x trừ y nha. Hay là không? Có không không ạ? Không có. Rồi cái gì nữa? Trừ 1. Trừ 1. Trừ 2, trừ 3, với trừ 5. Trừ 2, trừ 3, với trừ 5. Còn gì nữa không em? Dạ không. Thế thì nếu như là x mà nó bằng 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 2 y bằng 1 thì x trừ y bằng nhiêu em? X mà nó nhận giá trị bằng 2 là y nhận giá trị bằng 1 thì x trừ y bằng nhiêu? 1. Còn chứ không? Còn 1 rồi còn mấy nữa? 2. 2. 3. 3. 4. 5. Còn nữa không em? Dạ. Hết rồi không? Rồi, nhóm dạ. Lại. Thì đây là x y. Bây giờ mình thử mình tìm cái min của x y thử coi min của x y là cái gì. Min của x y. Cái miền giá trị của nó là gồm những kết quả nào? Rồi, một bạn trả lời cho thầy câu hỏi này nè. Dương Hoàng Lan. Dương Hoàng Lan. Dạ rồi em ghi miền giá trị của x, x y, min của x y. Min là giá trị nhỏ nhất đúng không ạ? Dạ.
Thì lấy ví dụ như x bằng 1, y bằng 2 thì em lấy min là lấy số mấy? Dạ lấy số 1. À lấy số 1. Bây giờ nếu mà x là 1, y bằng 1 luôn thì min x y là mấy? X là 1, y là 1. Là 1 luôn hay? À thì có là 1 luôn. Hai ha, thì min y là 1. Rồi nếu mà x là 1, y là 4 thì min y cũng là 1. Còn nếu x là 2, y là 3 thì min y nó sẽ bằng 2. Không. Rồi cho nên là kết quả của min x y thì nó vẫn là gì đây, từ 2 đến 6. Đấy. Thì đây là cái ví dụ để minh họa cho cái định lý 2.1 của mình ở đây nè kìa, thấy không? À, còn nếu mà g là một cái hàm liên tục thì gx nó là biến ngẫu nhiên trên omega, đúng rồi. Biến ngẫu nhiên trên omega tức là biến ngẫu nhiên mà có tập xác định là omega đó. À. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ tiếp theo cái khái niệm tiếp theo đó là hàm phân phối xác suất. Thì bây giờ mình cho biến ngẫu nhiên x là nó xác định trên một cái không gian mẫu mà nó có trang bị cái xác suất rồi không, không gian mẫu của phép thử mà nó có trang bị cái xác suất. Thì khi đó cái hàm f mà nó xác định như sau: với mỗi số thực x thuộc R, à, fx nó chính là xác suất của biến cố x lớn nhỏ hơn bằng x nhỏ. Cái này là biến cố nè, x là biến ngẫu nhiên nhưng mà khi mình khống chế cho cái x này nó nhận giá trị một biến ngẫu nhiên trong khoảng nào, nó nhận giá trị trong khoảng nào đó thì cái này nó gọi là biến cố. Được chưa? Và biến cố thì nó có xác suất biến cố các em. Và xác suất của biến cố thì nó ra một con số. Thì mình sẽ gắn con số này cho cái fx nè. Thì mình sẽ được một cái hàm, cái hàm này gọi là hàm phân phối xác suất tích lũy của biến ngẫu nhiên x. Thấy không? Hàm phân phối xác suất tích lũy của biến ngẫu nhiên x. Như vậy thì từ định nghĩa hàm phân phối xác suất và tính chất của xác suất thì mình sẽ thấy là giá trị của hàm phân phối xác suất nó từ 0 đến 1 ha, nhận giá trị từ 0 đến 1. Và tính chất của hàm phân phối thì nó có những cái tính chất như sau: nếu như là x1, x2 là hai cái số thực mà x1 nhỏ x2 thì giá trị của hàm phân phối tại x1 nó bé hơn bằng giá trị hàm phân phối tại x2. Thấy không? Đấy, thì cái tính chất này đó mình gọi là tính không giảm. Tính này gọi là tính không giảm. À, tính chất thứ hai là lim của fx khi x tiến tới trừ vô cùng là bằng 0 và lim của fx khi x tiến tới cộng vô cùng bằng 1. Tính chất này là có nghĩa là có giới hạn khi x tiến trừ vô cùng và cộng vô cùng. À, tính chất thứ ba là giới hạn của fx, giới hạn của fx khi x tiến tới a cộng là bằng fa. Đấy, như thế này. Đấy, ví dụ như chỗ này là cái điểm a nè, chỗ này là điểm x nè, và x nó đang lớn hơn a nhưng mà tiến về a thì chỗ này mình gọi là x tiến tới a cộng. Và lúc này đó thì nếu mà nó có, nếu một hàm mà nó có tính chất là lim của cái hàm đó khi x tiến tới a cộng bằng fa thì cái đó là gọi là hàm liên tục phải. Không. Vậy thì cái hàm phân phối xác suất theo một cách định nghĩa như thế này đó là gì đây? Định nghĩa như thế này nè. Định nghĩa thế này, đó chính là hàm liên tục phải ha. Và tính chất thứ tư là mình tính được cái xác suất. Nếu như mình biết được cái hàm phân phối rồi thì mình tính xác suất x nhận giá trị lớn a nhỏ b thì nó sẽ bằng fb trừ fa. Không. Và còn lại là cái xác suất x bằng a thì mình sẽ lấy là gì, xác suất x bằng a đó thì mình lấy fa trừ cho lim của fx khi x tiến tới a trừ. Thì nếu như cái hàm fx này nó liên tục thì cái biểu thức này nó bằng không, biểu thức này bằng không thì có nghĩa là gì đây,
cái xác suất tại một cái sự kiện bất kỳ nó lúc nào cũng không. Đó. Như vậy thì trong trường hợp mà cái hàm phân phối mà nó liên tục đó, thì xác suất tại một cái sự kiện tại tại một cái điểm bất kỳ đó, xác suất ít nó nhận một giá trị bất kỳ là bằng không, phải không? Đấy, thì bây giờ mình sẽ nghiên cứu cái ví dụ 2.8. Cái này là ví dụ 2.8 để mà nghiên cứu về cái hàm phân phối xác suất tích lũy của một biến ngẫu nhiên mà nó chỉ số mặt sắp xuất hiện khi gieo một đồng xu một lần. Thì cái ví dụ 2.8 này là các em tự tham khảo giùm thầy. Còn đây là cái ví dụ 2.9 nè, gieo một cái đồng xu cân đối đồng chắc hai lần. Thì cái hàm phân phối nó như thế này. Thấy không? Đây, khi mà em gieo đồng xu cân đối đồng chắc hai lần á, cân đối đồng chắc hai lần thì cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên là nó gồm có ba giá trị này, 0, 1, 2 như thế này em. Và lúc này nó chia trục số thành ba khoảng, khoảng từ trừ vô cùng đến 0 và từ 0 đến 1 và từ 1 đến 2 và cái khoảng cuối cùng là 2 đến cộng vô cùng. Đấy. Thì cái giá trị của hàm F là bằng 0 với những cái ít mà nó nằm ở trên cái khoảng thứ nhất này nè. Nếu mà ít nằm đây thì F ít nó sẽ bằng 0. Còn nếu mà ít nó nằm ở chỗ này thì F ít nó bằng 1/4. Nếu ít nó nằm chỗ này thì F ít nó bằng 3/4. Nếu ít nó nằm chỗ này thì F ít nó bằng 1. Ví dụ 2.10 đó là gieo con xúc xắc cân đối đồng chắc ha. Thì ít là số chấm xuất hiện thì cái hàm phân phối xác suất của ít nên như thế này. Chúng ta có định lý 2.3 là nếu như một cái hàm F nào đó cũng đi từ nhận giá trị từ R sang R mà nó thỏa mãn ba tính chất 1 2 3 như thế này. 1 2 3 thì nó chính là hàm phân phối xác suất của một biến ngẫu nhiên nào đó. Thấy không? Thì tiếp theo là mình nghiên cứu về cái bảng phân phối xác suất. Nghiên cứu về cái bảng phân phối xác suất. Cho ít là biến ngẫu nhiên R rạc và miền giá trị của ít là bằng tập hợp những cái ít y với y thuộc cái tập D. Ở đây thì mình sẽ sắp xếp các cái giá trị của ít theo thứ tự từ nhỏ đến lớn không. Và tại khi mà ít là bằng giá trị ít 1 thì mình tính được cái xác suất đó là B1. B là xác suất ít bằng ít y. Thì ở đây mình sẽ được một cái bảng phân phối xác suất. Bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên R rạc. Không? Và trong cái bảng phân phối xác suất này đó thì em lưu ý là các cái BI này đó, là nó không âm. Và tập hợp và tổng tất cả cái BI này là nó bằng 1. Còn ngoài ra thì từ cái bảng phân phối xác suất này nè, em có thể xây dựng lại được cái hàm phân phối. Hàm phân phối theo công thức 2.10 này. Và em tính được cái gì đi, xác suất ít nhận giá trị lớn A nhỏ B. Đó. Bây giờ thầy lấy ví dụ lại chỗ này. Chỗ ví dụ là mình gieo một cái đồng xu cân đối đồng chắc hai lần đó. Mình sẽ gọi ít là số lần xuất hiện mặt sắt. Số lần xuất hiện mặt sắt. Thì lúc này chúng ta sẽ có miền giá trị của ít là bằng gì? Là 0 1 2. Bây giờ 0 1 2 thì nó có 3 giá trị. Mà nếu mà nó có 3 giá trị thì lúc này nó sẽ chia cái không gian mẫu, chia cái trục số thực làm 4 khoảng thôi. 0 nè, 1 nè, 2 nè. Đầu tiên là cái khoảng là ít nhỏ hơn 0. Sau đó là cái khoảng là ít từ 0 đến nhỏ hơn 1. Không? Và tiếp theo là cái khoảng là từ 1 đến 2. Và khoảng cuối cùng là từ 2 trở lên. Đấy, 3 khoảng như thế này.
xin lỗi, 4 phải như thế này. Thế thì bây giờ mình sẽ khảo sát cái phân phối xác suất của nó như thế nào nhé. Thế thì mình biết là khi mà mình gieo đồng xu cân đối đồng chất hai lần thì không gian mẫu của phép thử nó là gì? SS nè, SN, NS, NN. Và mình sẽ cái biến ngẫu nhiên x này thực chất là mình sẽ gán mỗi kết quả này cho một số. Cái chỗ này mình gán cho số 2 đúng không? Cái chỗ này mình gán cho số 1. Rồi chỗ này mình sẽ gán cho số 1. Rồi chỗ này mình sẽ gán cho số 0, tại nó không có mặt sắp nào, không có chữ S nào hết, đúng không? Đấy, thì bây giờ từ cái chỗ này đó là mình sẽ lập cái bảng phân phối xác suất. Bảng phân phối xác suất như thế này. Đó, ví dụ như chỗ này là ít, cái này là xác suất ít lớn bằng ít nhỏ các em. Đó, thì miền giá trị nó là 0, 1, 2. Đó, thì bây giờ em thấy là 0 nè. Ít bằng 0 có nghĩa là gì? Hai lần mặt ngửa xuất hiện hết. Ở đây nó có 4 kết quả, vậy thì ở đây hai lần mặt ngửa xuất hiện là 1 trên 4 kết quả, vậy xác suất này bằng 1/4. Còn chỗ này là xác ít bằng 1 thì nó có hai kết quả là SN, NS, đúng không? Thì cái này là 1/2. Và cuối cùng là hai lần mặt sắp xuất hiện thì cũng là 1/4. Đấy, thì mình thấy là cái bảng phân phối này cái này là nó lớn hơn bằng 0 rồi, đúng không? Lớn bằng 0. Lớn hơn bằng 0. Tất cả các bi này lớn bằng 0 và tổng là bằng bằng 1. Đó, thì bây giờ từ cái bảng phân phối xác suất này đó là mình sẽ xây dựng cái hàm phân phối xác suất này. Đó. Thì em lưu ý là với mỗi cái số thực R như thế này thì R nó có thể nằm ít nào nằm ở đây. X có thể nằm đây, X có thể nằm ở cái khoảng 0,1, X có thể nằm ở khoảng 1,2 và X có thể lớn 2, thấy không? Vậy thì mình sẽ chia ra làm 4 trường hợp. Tức là trường hợp mà nếu X mà nhỏ hơn 0. Thì ở trên chỉ số nhỏ hơn 0 là cái số nằm đây đúng không? Số nằm đây em đánh dấu số nằm đây rồi em vét qua bên trái em coi có cái BI nào không? Không có cái BI nào hết, phải không? Đấy, cho nên chỗ này xác suất nó bằng 0, cái giá trị nó bằng 0. Còn nếu x mà lớn hơn hoặc bằng 0 là nhỏ 1. Chứ hạn như chỗ này. Chỗ này là x nè. Đó. Như vậy thì từ cái x này mình gạch lại sẵn xuống con đường mình tính ra bên trái coi nó mấy giá trị của BI. Thì ở đây nó có 1 thôi, cho nên là cái này xác suất cái giá trị nó 1/4. Tương tự như vậy thì nếu mình lấy cái x nhận giá trị từ từ 1 đến nhỏ hơn 2, thấy không? X nằm đây nè, x nằm đây, thấy không? Em kẻ xuống rồi em nhóm ra phía trước, em nhìn qua phía trước thì nó có mấy mức, 1, 2 mức. Đấy, thì em lấy 1/4 mà cộng cho 1/2 thì nó ra 3/4. Và cái cuối cùng nếu như x em lấy chỗ này, nếu x em lấy chỗ này thì chỗ này mà đảo ở phía trước cộng là 1/4 cộng 1/2 cộng 1/4 là 1, phải không? Nếu x lớn hơn bằng 2. Đấy, vậy thì mình tính giá trị của fx là mình đã tính là tất cả những cái giá trị x thuộc r, phải không? Đấy là cái hàm phân phối kìa. Như vậy thì mình vừa nghiên cứu về cái hàm phân phối, và từ cái hàm phân phối này đó mình sẽ xây dựng được cái hàm, xin lỗi, từ cái bảng phân phối này nè, từ cái bảng phân phối này là mình có thể xây dựng được cái hàm phân phối xác suất, phải không? Xây dựng được cái hàm phân phối xác suất. Và từ cái hàm phân phối xác suất này nè, từ cái hàm phân phối xác suất này mình có thể lập được cái bảng phân phối bằng công thức này, bằng công thức này. Tức là mình sẽ tính xác suất x bằng xy tại bất kỳ xác suất x bằng xy, thấy không? Xác suất x bằng xy thì tại bất kỳ cái giá trị xy nào. Vậy thì mình từ cái hàm phân phối này mình sẽ xây dựng được cái bảng phân phối xác suất lại. Thấy không?
điên lát anh coi sao. Đi đi. Bây giờ thầy sẽ minh họa cho cái tính chất thứ tư này, tức là mình sẽ tính xác suất nè, ít nhận giá trị cho một cái khoản nào nè, phải không? Thì ở đây em có thể tham khảo một cái ví dụ, nó chính là cái bài tập cuối chương. Bài tập cuối chương 2 nè. Bài tập cuối chương 2 là chương 2 này nó hơi dài. Đây là bài tập 2.3 cuối chương 2 đó. Thì một cơ sở sản xuất bánh kẹo thì sản xuất các bao kẹo, phải không? Thì số kẹo trong mỗi bao là một cái biến ngẫu nhiên ít mà nó có luật phân phối xác suất như thế này, không? Tức là ít nhận giá trị 18, xác suất là 0.14, nhận giá trị 19, xác suất là 0.24, nhận giá trị 20, xác suất là 32, không? Thì đề bài yêu cầu mình tính xác suất để ít, để một bao bất kỳ nó chứa từ 19 đến 21 viên. 19 hết 21 viên, tức là xác suất ít nó lớn hơn hoặc bằng 19 và nhỏ hơn bằng 21, đúng không? Đấy. Thì bây giờ nó sẽ bằng, mình sẽ lấy tất cả các bi cộng lại miễn sao ít y nó từ 19 đến 21 thôi. Đấy, là mình sẽ đánh dấu 19, 20, 21 này đều thỏa điều kiện này, đúng không? Thỏa điều kiện này lớn hơn 10 bằng 19 và nhỏ bằng 21. Và từ đây đó là tới cái xác suất của nó tương ứng dưới đây nè em, xác suất tương ứng của nó dưới đây. Mình cộng lại là 0.24 cộng 0.32 cộng 0.32 rồi cộng cho 0.09. Thấy không? Cộng 0.09. Rồi mình cộng là hết thì nó ra được cái gì? Rồi một bạn tính cho thầy kết quả này coi. Ra nhiêu em? Dương Hứa Hồng Hải. Nghe nghe thầy ơi. Tính cái này ra cho thầy bao nhiêu? Bằng 0.65 thầy ơi. Rồi thầy cảm ơn, đúng rồi ha. Thì đó là mình đã minh họa cho cái công thức, cái tính chất thứ tính chất thứ tư của cái hàm phân phối nha, tính chất thứ tư nè. Tính xác suất ít lớn a nhỏ b, và tính chất thứ tư của cái bảng phân phối xác suất, phải không? Tức là mình lấy mấy cái bi, lấy cái bi mình cộng lại với điều kiện là ít y này nó lớn a nhỏ bằng b ha. Ở đây mình đang tính xác suất ít lớn a nhỏ b, thì mình sẽ chọn cái ít y nào mà nó lớn hẳn hơn a luôn và nó bé bằng b, mình cộng lại, cộng cái bi tương ứng với nó lại. Đó, như vậy thì tóm lại là đối với biến ngẫu nhiên rời rạc á, thì mình lập cái bảng phân phối ra, và có bảng phân phối thì mình có thể xây dựng được cái hàm phân phối xác suất, đúng chưa? Và ngược lại, khi mà mình có cái hàm phân phối xác suất là mình sẽ tính được cái bảng phân phối xác suất. Thì mình ở đây đối với biến ngẫu nhiên rời rạc thì mình cũng có định nghĩa cái hàm khối xác suất, gọi là hàm mật độ rời rạc đó. Thì ở đây các em tham khảo ví dụ cái định nghĩa 2.6 giùm thầy ha. Định nghĩa 2.6. Ngoài ra thì đối với biến ngẫu nhiên liên tục đó, thì mình có định nghĩa 2.7, tức là định nghĩa về hàm mật độ đó. Thì đối với biến ngẫu nhiên liên tục đó, thì cái hàm phân phối nó là hàm liên tục. Mà nếu mà hàm phân phối liên tục, mà nếu mà trường hợp hàm phân phối nó có đạo hàm nữa, thì đạo hàm của hàm phân phối đó thì mình gọi nó là hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên ít. Đấy. Như vậy thì nếu như mà mình có một cái biến ngẫu nhiên mà nó có hàm phân phối, lưu ý là hàm phân phối thì nó ký hiệu là F lớn các em,
hàm phân phối thì ký hiệu F lớn. Bây giờ mình đạo hàm F lớn thì nó ra đường F nhỏ và F nhỏ, được gọi là hàm mật độ xác suất. Thì hàm mật độ xác suất thì nó sẽ cho biết là biến ngẫu nhiên ít nó nhận giá trị xác suất trong khoảng nào nhiều, trong khoảng nào ít, thấy không? Thì cái đồ thị của hàm mật độ thường nó là dạng như thế này kia. Thì cái chỗ cái khoảng này là mật độ xác suất nó dày nè, mật độ xác suất dày, nó lớn á, mật độ xác suất nó lớn, thấy không? Còn cái chỗ này là chỗ cái đuôi này nó nhỏ này, thấy không? Thì ví dụ trong cái khoảng này thì mật độ xác suất mỏng, hay là xác suất nó nhỏ, ít. Đấy, thì định nghĩa hàm mật độ xác suất thì chúng ta cũng có các cái tính chất như sau. Thì cái hàm mật độ xác suất là lúc nào nó cũng không âm. Và thứ hai đó là tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của hàm mật độ xác suất là bằng 1. Ta có cái định lý 2.5 là nếu như một cái hàm số mà nó xác định trên R và nó có hai tính chất 1y và 2y như thế này thì nó chính là hàm mật độ xác suất của một biến ngẫu nhiên nào đó, biến ngẫu nhiên liên tục thôi các em. Thì từ cái định nghĩa của cái hàm mật độ xác suất thì nếu mà mình lấy tích phân từ trừ vô cùng đến ít của ft dt, với ft là cái hàm mật độ mà nó tính theo biến t, thấy không? Thì lúc này đó thì mình lấy tích phân này thì nó ra là f lớn ít lại, tức là hàm phân phối lại. Rồi chúng ta có cái định lý 2.6. Một bạn đọc cho thầy định lý 2.6 à. Quỳnh Quốc Dũng đọc cho thầy định lý 2.6 em. Dạ thầy. Nếu x là một biến ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ fx thì với mọi x thuộc R B, x lớn bằng x nhỏ bằng 0. Với mọi AB thuộc R lớn, A nhỏ hơn B, B A nhỏ hoặc bằng x lớn hoặc bằng b, bằng b a nhỏ hoặc bằng x lớn nhỏ hơn b, bằng b a nhỏ hơn x lớn nhỏ hoặc bằng b, b a nhỏ hơn x nhỏ hơn b, tích phân b bằng tích phân từ A đến B fx dx bằng f lớn b trừ f lớn A. Thì lưu ý thì khi mà nó có định nghĩa hàm phân phối và hàm mật độ thì mình thấy là cái hàm phân phối nó chính là nguyên hàm của hàm mật độ, thấy không? Còn hàm mật độ đó chính là đạo hàm của hàm phân phối. Và cho nên là chỗ cái công thức này đó là cái công thức giống như công thức tích phân xác định đó, mình học ở chương trình phổ thông đó. Công thức này nè, nó giống công thức tích phân xác định mình học ở trình phổ thông, thấy không? Và đối với biến ngẫu nhiên liên tục và nó có hàm mật độ f ít không, thì khi đó thì cái xác suất mà ít nhận giá trị cụ thể nào đó lúc nào cũng bằng không, thấy không? Đấy, mình tưởng tượng như thế này, em tưởng tượng cho mình hình dung như thế này nè, hình dung cái tại sao cái này bằng không như thế này, thấy không? Thì em tưởng tượng là bây giờ là cái biến ngẫu nhiên ít là nó nhận giá trị trong cái khoảng 0,1 như thế này, 0,1 này, thấy không? Như vậy thì khi mà ít nó nhận giá trị một giá trị cụ thể, tức là nó chính là nó có một kết quả sơ cấp thôi, tức là nờ a đó, cái biến cố a của mình là biến cố này nè, ít bằng ít nhỏ, thấy không? Biến cố a là biến cố này, như vậy thì nó chỉ có một cái biến cố sơ cấp là một cái kết quả như này thôi. Trong khi là từ ít đến từ từ 0 đến 1 thì nó có vô số các giá trị,
vô số không biết được cái giá trị luôn, tức là nó vô cùng. Thấy không? Thì mà một trong trong cái lý thuyết giới hạn của mình, một chia vô cùng bằng không. À, cho nên là mình coi cái xác suất của ít nó nhận giá trị một cái giá trị cụ thể nào đó là nó bằng không. Thấy không? Thì đó là đối với biến ngẫu nhiên liên tục. Đối với biến ngẫu nhiên liên tục thì ít nhận một cái giá trị cụ thể nào đó là xác suất lúc nào cũng bằng không. Và bốn cái biến cố, chẳng hạn như đây mình đặt là biến cố A nè. Biến cố A là biến cố này nè. Đây là biến cố A nè. Rồi đây là biến cố B nè. Thấy không? Biến cố A rõ ràng nó khác biến cố B đúng không? Tại vì chỗ này nó có xảy ra chỗ bằng, còn bên đây nó không xảy ra chỗ bằng. Đó, nhưng mà cái hai biến cố này xác suất nó bằng nhau. Thấy không? Chỗ này mình đặt là biến cố B ha, biến cố B nè. Chỗ này mình đặt là biến cố C. Biến cố C với B nó cũng khác nhau ha. Thì biến cố C á là nó không xảy ra dấu bằng tại điểm A này. Còn biến cố B thì xảy ra dấu bằng. Thấy không? Còn biến cố C thì nó xảy ra dấu bằng tại điểm B, còn biến cố B nó không xảy ra dấu bằng tại điểm B. Đấy. Cho nên là B với C là khác nhau ha. Và tương tự như là cái này là biến cố D nè. Như là bốn biến cố A khác B, khác C, khác D, bốn biến cố này khác nhau nhưng mà xác suất nó lại bằng nhau. Bốn biến cố này xác suất nó bằng nhau. Nếu như lúc này là nó là biến ngẫu nhiên liên tục, nó mới có điều này nghe em. Liên tục thì nó mới có điều này, còn không liên tục là không có nghe chưa. Đó. Nếu nó là biến ngẫu nhiên liên tục thì nó mới có một trong hai cái điều này, còn nếu mà không liên tục thì nó không có. Đó. Bây giờ mình nghiên cứu cái ví dụ 1.13 đó. Ví dụ 1.13 nè. Bây giờ mình có một cái hàm phân phối như thế này phải không? Bây giờ mình tìm hàm mật độ. Tìm hàm mật độ tức là gì? Mình lấy cái thằng này mình đạo hàm lên. Đúng không? Với ít lớn không thì mình đạo hàm lên thì nó ra được cái này. Còn với ít nhỏ không thì nó bằng không rồi, khỏi đạo hàm không? Không đạo hàm bằng không luôn. Đấy. Thì đây là hàm mật độ. Từ cái hàm phân phối mình suy ra được hàm mật độ. Một cách là mình đạo hàm phân phối đúng không? Đấy. Còn chỗ này á là yêu cầu chứng minh cái hàm này là hàm mật độ của một cái biến ngẫu nhiên liên tục ít rồi đó. Mình để làm được cái điều này á, thì mình chỉ ra hai điều. Thứ nhất là f ít này nó có lớn hơn không không? Và thứ hai là gì? Cái tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của thằng f ít này đó nó có bằng 1 hay không? Thấy không? Mình sẽ chứng minh hai cái điều này. Thì rõ ràng là trong lời giải này là chỉ ra là f ít là lớn không, thấy không, bình thường là nó là bằng không rồi nè. Nếu mà nhỏ hơn một, ít nhận cái chị nhỏ hơn một thì nó bằng không, còn ít lớn hơn một thì cái ít mũ ba nó cũng lớn hơn một luôn. Mà lớn hơn một thì có nghĩa là ít mũ ba nó cũng lớn hơn không, mà hai chia cho một số lớn không thì nó dương, thấy không? Cho nên là nó tỏ mãn tính chất này. Tính chất thứ hai là gì? Từ trừ tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của thằng này. Mà bây giờ tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng thì mình tách cho làm hai, là trừ vô cùng đến một và từ một đến cộng vô cùng. Trừ vô cùng đến một thì cái thằng này nó bằng không rồi, thế vô thì tích phân nó bằng không luôn. Đấy. Còn từ một đến cộng vô cùng thì cái hàm này nó bằng hai chia x bình, và mình lấy tích phân, cái này gọi là tích phân siêu rộng đúng không? Mình học trong cái chương trình toán A rồi, tích phân siêu rộng. Thì tích phân siêu rộng này thì mình làm giống như cái tích phân xác định bình thường cho B, rồi sau đó mình tính cái liêm khi B tiến tới cộng vô cùng á. Thì cái này đó là khi mà mình thế B vô thì nó sẽ là trừ 1 phần 2. Trừ 2 nhân vô đây là trừ 1 phần x bình đó, trừ 1 phần x bình. Và thế cận B vô đó là trừ 1 phần B bình. Cái này bằng liêm nè. Liêm của trừ 1 phần b bình cộng cho, nếu mà thay x bằng 1 vô đấy thì nó bằng 1. Và cái này mình cho x tí b nó tiến tới cộng vô cùng á. Cộng vô cùng thì 1 chia vô cùng bằng 0 rồi đúng không? Thì nó còn cái giới hạn bằng 1 thôi. Cho nên là đây nó thỏa hai cái tính chất này nè, thỏa hai tính chất này. Đó. Cho nên đây hàm f này nó chính là hàm mật độ của một biến ngẫu nhiên liên tục nào đó. Và từ cái hàm mật độ này đó là mình muốn tìm một cái hàm phân phối. Em tìm cái hàm phân phối thì em lấy tích phân từ trừ vô cùng đến x của f nhỏ t dt ha.
Thế thì cô B là tính tính là tính tính phân từ chiều vô cùng đến x của em nhỏ t dt, và mình sẽ được một cái hàm phân bón như thế này. À, lưu ý ở chỗ này là với x lớn 1 ha, x lớn 1 lớn hơn 1 bằng 1. Còn chỗ này là nhỏ 1. Và sau khi mình có được cái hàm hàm phân phối rồi đó thì mình sẽ tính được cái xác suất để x lớn hơn 3 nhỏ hơn lớn hơn 0 nhỏ hơn 3 ấy. Thì mình sẽ lấy F3 trừ F0 thôi. Thì bây giờ F3 đó là nó lớn hơn 1, mà lớn hơn 1 thì mình tính theo công thức phía dưới đúng không? Phía dưới mình thế số 3 vô 1 trừ vô 1 phần 9 thì còn 8 phần 9. Còn F0 thì hiển nhiên nó nhỏ hơn 1, không nhỏ hơn 1 rồi, cho nên F0 là 0. Đấy. Thì ở đây là ví dụ về biến ngẫu nhiên liên tục. Và nó có hàm mật độ là Fx hay em. Fx là cho công thức này. Thì bây giờ tiếp theo đó là mình sẽ nghiên cứu về các cái số đặc trưng của một biến ngẫu nhiên. Em bây giờ thì nhắc lại là bây giờ mình nghiên cứu được cái gì rồi? Nghiên cứu được cái gì rồi? Thì mình sẽ từ giờ thì mình đã nghiên cứu được về cái khái niệm về biến ngẫu nhiên. Biến ngẫu nhiên thì cái định nghĩa, cái ví dụ, cái tính chất. À, đấy. Về cái phần phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên đó. À, phân phối xác suất. Phân phối xác suất thì mình đã nghiên cứu về cái hàm phân phối nè. Hàm phân phối. Rồi cái hàm mật độ. Hàm mật độ này là dành cho biến ngẫu nhiên liên tục luôn. Và cái gì? Và cái hàm và cái bảng bảng phân phối. Bảng phân phối xác suất. Thì cái này dành cho biến ngẫu nhiên rời rạc. Thì mình đều có giữa cái hàm phân phối và hàm mật độ này. Tức là hàm phân phối, có hàm phân phối suy ra được hàm mật độ, có hàm mật độ suy ra được hàm phân phối. Tương tự như giữa hàm phân phối thì mình có thể suy ra được cái bảng phân phối, và từ cái bảng phân phối mình có thể xây dựng cái hàm phân phối. À, thì đây là bây giờ những cái nội dung mình nghiên cứu về cái biến ngẫu nhiên. Và tiếp theo đó là mình sẽ nghiên cứu tiếp về cái các cái số đặc trưng của biến ngẫu nhiên á. Thì các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên á, thì ở đây đó là mình có nhiều cái số, nhưng mà ở đây mình chỉ nghiên cứu ba số chủ yếu, đó là cái kỳ vọng, cái phương sai và cái độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn là mình suy từ từ phương sai, cho nên là mình ghi một dòng phương sai. Có thể mình nghiên cứu thêm cái mod nha, mod ngoài ra các tham số khác thì mình sẽ tham khảo. Và chúng ta giải lao khoảng 10 phút rồi chúng ta đảo lại ha. Rồi chúng ta tiếp tục học nha các em. Chúng ta tiếp tục học nha. Thì lúc nãy là thầy nói về các cái biến ngẫu nhiên và cái phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên. Bây giờ mình sẽ sang cái phần tiếp theo, đó là cái các cái thê số đặc trưng của một biến ngẫu nhiên, thì nó có cái phần kỳ vọng đó nha. Thì cái kỳ vọng đó thì em xem cho thầy cái định nghĩa 2.8. À, tức là mình có một cái biến ngẫu nhiên mà cái miền giá trị nó hữu hạn ha, miền giá trị hữu hạn và nó có bảng phân phối xác suất như thế này. À, thì bây giờ đó là mình muốn tính kỳ vọng của nó thì mình cứ lấy giá trị của biến ngẫu nhiên đó mình nhân cho xác suất, phải không? Lấy x1 nhân b1 nè, rồi cộng cho x2 nhân b2, cộng cho xn nhân bn. Đấy, thì đây là cái biến cái số này nó gọi là kỳ vọng. Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên x. Chẳng hạn như chỗ này. Đây là biến ngẫu nhiên x này có bảng phân phối xác suất như thế này đúng không? Bây giờ mình tính kỳ vọng của nó. Tức là mình lấy 0 nhân 0.2 nè, 1 nhân 0.3 nè, rồi 2 nhân 0.2 nè, rồi 3 nhân 0.3. Cái này là 0.3. Thì nó ra như vậy. Kết quả này như là sai à.
Thì cái này là 0,3, cái này là 0,4, là 0,7. 0,7 cộng vô 0,9 là 1,6. 1,6 với 1,3. Rồi bây giờ mình sẽ nghiên cứu tiếp ví dụ 2.16 ha. Để tính cái kỳ vọng của nó như thế nào đây. Một bạn đọc cho thầy cái đề. Lê Võ Minh Mẫn. Lê Võ Minh Mẫn có mặt chưa em? Có thầy ơi. Rồi thầy cảm ơn. Bây giờ em đọc cho thầy cái đề, cái ví dụ 2.16. Dạ thầy, là một hộp có 12 sản phẩm, trong đó có 7 sản phẩm LA và 5 sản phẩm LB. Trường hợp đó lấy ra ngẫu nhiên 3 sản phẩm, chỉ ít là biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm LA trong 3 sản phẩm lấy ra. Hãy lập bảng phân phối, cách thức và tính kỳ vọng của ít. Rồi, cảm ơn. Thì bây giờ ở đây là biến ngẫu nhiên ít là cái số sản phẩm là A trong 3 sản phẩm lấy ra đó. Thì em tưởng tượng cái mô hình nó như thế này các. Thì trong cái hộp của mình nó có 12 sản phẩm thôi. Và trong đây là nó có 7A, 5B. Và từ cái này mình sẽ lấy ra 3 sản phẩm. Thì 3 sản phẩm này nó sẽ chia ra là gì đây? Ít A và còn lại là 3 trừ ít là B đúng không? Ít là B. Bây giờ cái ít này đó là mình cho nó bằng K luôn. Vậy thì nó là KA. Vậy là còn lại là 3 trừ K là B. Đấy. Thì bây giờ mình đang tính xác suất ít bằng K này các em. Ít bằng K tức là trong 3 sản phẩm lấy ra có K sản phẩm là A. Được chưa? Ít bằng K có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong 3 sản phẩm lấy ra có K sản phẩm là A, đúng chưa? Và bây giờ mình tính xác suất của cái biến cố này. Xác suất của biến cố này thì nó sẽ bằng gì? Tại vì ở đây là 3 sản phẩm, bây giờ mình lấy ra nó có K sản phẩm là A đúng không? K sản phẩm là A thì mình lấy trong số 7 sản phẩm là A nè. Thì mình có C7, K7 đúng không? Còn lại là 3 trừ K sản phẩm là B, mình lấy trong số 5 sản phẩm là B. Đấy, cho nên mình sẽ có C3 trừ K của 5. Đúng không? Đó. Nhưng mà bây giờ mình lấy ra 3 sản phẩm trong số 12 sản phẩm này thì số cái lấy của nó là C3 12. Đó, thì em nắm công thức này chưa? Đó, thì khi có công thức này rồi thì mình bấm máy tính rồi mình tính ra. Mình bấm máy tính là ở đây là 7 CX rồi nhân cho 5 cho mình cho cái ít nó chạy từ 0 đến 3 ha. 0 đến 3. Đây là 12 C3 nè. Cho ít nó chạy từ 1 đi, từ 0 đi. Chạy từ 0. Cái này nó bị lỗi chỗ nào? Thiếu số 3. Thiếu số 3. Rồi, nhìn coi nè. 1/22 ha, 1/22. Giờ mình khoan tiếp ít bằng 1 nè. 1. Thì nó ra 7/22. Rồi mình khoan tiếp ít bằng 2 nè. Thì ra là 21/44 không? Tiếp tục mình khoan tiếp ít bằng 3. Ờ, 7/44. Vậy thì mình được cái bảng phân phối xác suất rồi đó các em. Bây giờ muốn tính kỳ vọng không? Muốn tính kỳ vọng thì mình sẽ lấy là 0 nhân cho 1/22 rồi 1 nhân 7/22 rồi cộng 2 nhân cho 21/44 3 nhân 7/44 thì ra được 7/4 nè. Đấy, kỳ vọng của nó là 7/4. Thì cái ví dụ 2.16 các em nhớ này nha. Rồi.
Về cái biến ngẫu nhiên mà miền giá trị nó vô hạn, vô hạn đếm được ha, vô hạn đếm được thì mình sẽ có cái định nghĩa kỳ vọng nó theo công thức 2.21 nè. Điều này có nghĩa là sao? Có nghĩa là em lấy x1 rồi nhân cho b1 cộng x2 nhân cho b2 cộng chấm 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 cộng tới xn bn, nhưng mà tới đây nó còn nữa cho nên mình cộng nữa đúng không? Cộng nữa thì cái này nó gọi là chuỗi. Thì cái chuỗi này nó hội tụ khi, nếu như cái chuỗi tuyệt đối của nó hội tụ, cái này gọi là chuỗi tuyệt đối nè, chuỗi giá trị tuyệt đối của nó hội tụ thì cái chuỗi này hội tụ. Mà cái chuỗi này hội tụ có nghĩa là cái số, cái này nó ra một cái số hữu hạn, số hữu hạn, cái số này nó ra một số hữu hạn thì cái số này nó gọi là kỳ vọng của x. Thì đối với biến ngẫu nhiên có miền giá trị vô hạn biết được thì mình làm như thế. Còn đối với biến ngẫu nhiên mà cái ví dụ này là dành cho biến ngẫu nhiên vô hạn ha, biến ngẫu nhiên có miền giá trị vô hạn biết được, thì em xem cho thầy cái ví dụ 1.2.17 tự xem dùm này ha. Còn cái ví dụ 2.10, xin lỗi, cái định nghĩa 2.10 đó là định nghĩa về kỳ vọng của biến ngẫu nhiên liên tục. Thì khi mà mình có biến ngẫu nhiên liên tục x mà nó có hàm mật độ là fx như thế này, em biết như thế này, thì khi đó nếu như cái tích phân này, tích phân suy rộng này nó hội tụ thì suy ra tích phân suy rộng thứ hai này cũng hội tụ nè. Đấy. Thì tích phân suy rộng hai này nó chính là kỳ vọng của x, tức là mình tính vậy đây, x nhân cho fx đi, thì cái thằng này nó có trị đối nè, nhưng mà cái fx nó không âm rồi cho nên là bỏ trị đối ra, nó bằng chính nó, nhưng còn trị đối của x thôi đó. Cho nên là cái chuỗi này, mà cái này gọi là cái tích phân suy rộng này, tích phân suy rộng này nó hội tụ khi nó hội tụ thì mình nói là cái số này nó chính là kỳ vọng của x. Mà nếu như cái tích phân của cái hàm trị đối đó mà nó tích phân suy rộng của nó là hội tụ nó, thì ở dưới đây nó hội gọi là hội tụ tuyệt đối, hội tụ tuyệt đối, và cái số này nó gọi là kỳ vọng. Thì thường đó là khi mà mình tìm hiểu về cái kỳ vọng của biến ngẫu nhiên liên tục đó, thì mình sẽ tính cái tích phân từ từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng ha, của x nhân cho fx, x nhân fx. Và thường thì trong cái tài liệu của thầy đó, thì những cái tích phân mà những cái biến ngẫu nhiên liên tục mà thầy cho đó thì nó đều có cái kỳ vọng ha. Có một số ví dụ về về biến ngẫu nhiên mà nó không có kỳ vọng, biến ngẫu nhiên có phân phối kiểu phân phối Cauchy á. Mình sẽ nghiên cứu thêm cái tài liệu tham khảo khác thì nó có đó. Thì tiếp theo là mình nghiên cứu cái ví dụ về biến ngẫu nhiên liên tục mà nó có hàm mật độ như thế này các em. Thì cái hàm mật độ thế này, bây giờ mình tìm A ha. Tìm A thì mình nhớ là biến ngẫu nhiên liên tục á, thì là tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của nó bằng 1. Thấy không? Nhưng mà bây giờ đó là tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của nó từ trừ vô cùng đến 0 thì nó bằng bằng 0 rồi. Từ từ 1 đến cộng vô cùng nó cũng bằng 0 luôn. Cho nên là tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng nó còn tích phân từ 0 đến 1 thôi. 0 đến 1 thì nó có công thức khác không nè. Mình thế vô mình tính thì cái này nó ra được là A chia 3. Mà theo tính chất thì A chia 3 bằng 1, vậy thì mình suy ra được A bằng 3. A bằng 3. Đấy, thì bây giờ đó thì khi, sau khi mà mình được A bằng 3 thì chỗ này là fx nó sẽ bằng 0 nếu x không thuộc đoạn 0,1 và bằng 3x bình nếu x thuộc đoạn 0,1. Và mình khi đó mình thế vô công thức này, mình tính tích phân ra thì cái tích phân này nó sẽ bằng là tích phân từ 0 đến 1 của 3x mũ 3 dx. Tích phân này mình tính bình thường đúng không? Còn 3/4 này. Thì qua đây thì mình thấy là gì? Mặc dù cái kỳ vọng nó tùy theo cái từng trường hợp phải không? Định nghĩa theo từng trường hợp, tức là biến ngẫu nhiên rời rạc, miền giá trị hữu hạn thì tính sao? Rồi biến ngẫu nhiên rời rạc, miền giá trị vô hạn tính sao? Rồi biến ngẫu nhiên liên tục tính khác. Nhưng mà tất cả đều có cái tính chất này,
Tức là nếu như x là biến ngẫu nhiên mà nó chỉ nhận một cái giá trị c thôi thì kỳ vọng của nó bằng c luôn. Thứ hai là nếu x là biến ngẫu nhiên và ab là các hằng số thì ax cộng b, kỳ vọng của ax cộng b nó bằng a nhân kỳ vọng của x cộng b. Là công thức 2.23. Thứ ba là nếu mà cho hai biến ngẫu nhiên x y thì khi đó biến kỳ vọng của tổng bằng tổng kỳ vọng, trong khi kỳ vọng của tích bằng tích kỳ vọng, thì bắt buộc là hai biến ngẫu nhiên x y này nó phải độc lập với nhau, thấy không? Hai biến ngẫu nhiên x y này nó phải độc lập với nhau thì nó mới có kỳ vọng của tích bằng tích kỳ vọng được. Còn nếu phi là một cái hàm số liên tục và x là biến ngẫu nhiên thì z bằng phi x cũng là biến ngẫu nhiên, và lúc này đó là mình tính kỳ vọng của z đó, thì nó giống như kỳ vọng của x thôi. Nhưng mà ví dụ như chỗ này thay vì mình tính kỳ vọng của x đó, thì mình lấy giá trị của x và nhân cho xác suất, thấy không? Nhân cho xác suất tương ứng của mình cộng lại. Còn nếu mình muốn tính kỳ vọng của z, tức là kỳ vọng của phi x này nè, thì cái chỗ x y này mình thay bằng phi x y, phi x 1 nhân cho b 1 rồi phi x 2 nhân b 2 vân vân. Đấy. À, tương tự như vậy thì đối với biến ngẫu nhiên rời rạc miền giá trị vô hạn cũng vậy và biến ngẫu nhiên liên tục cũng vậy. Đấy. Thì như vậy thì em lưu ý cho thầy cái chỗ này, tức là cái kỳ vọng của biến ngẫu nhiên x là giá trị trung bình mà biến ngẫu nhiên x nó nhận được, giá trị trung bình mà nó nhận được. Thì cái kỳ vọng nó là giá trị trung bình, nhưng mà nó không phải là trung bình cộng nha. Trung bình cộng của tất cả các giá trị thì mình cộng tất cả giá trị đó lại, mình chia trung bình thôi. Nhưng mà cái trung bình cái kỳ vọng nó chính là cái giá trị trung bình mà nó có trọng số. Có trọng số là sao? Ví dụ như em muốn tính điểm trung bình mà em, cái cột điểm của em là hệ số 1 hết, thì em cộng tất cả cái đó em chia cho tổng số cái cột là được rồi. Nhưng mà nếu mà trung bình có trọng số, tức là những cái cột nào mà hệ số 2 thì em nhân 2. Ví dụ như em có một cột một hệ số 1 và một cột hệ số 2. Thấy không? Thì tổng cộng có hai cột thôi. Nhưng mà bây giờ muốn tính điểm trung bình thì em lấy cái điểm hệ số 1 đó, em cộng với điểm hệ số 2 nhân 2 rồi tất cả em chia cho 3. Thấy không? Thì cái tính kỳ vọng của mình cũng như thế. Và cái trọng số của nó thể hiện ở chỗ cái bảng phân phối xác suất được nha. Thấy không? Tiếp theo là mình nghiên cứu cái khái niệm phương sai ha. Khái niệm phương sai thì phương sai của biến ngẫu nhiên là gì? Phương sai thì mình có biến ngẫu nhiên x, nó có kỳ vọng là ex nè. Bây giờ mình lấy x trừ ex, lấy x trừ ex ha, x trừ ex thì nó ra biến ngẫu nhiên mới. Nhớ mình bình phương lên nó ra biến nhiên mới nữa. Bây giờ mình lấy kỳ vọng của cái biến nhiên mới này thì mình được một cái số gọi là phương sai của biến nhiên x. Và phương sai của biến nhiên x này là mình sẽ ký hiệu là dx nha các em. Dx. Thì phương sai nó còn ký hiệu là gì đây? Phương sai nó ký hiệu là dx nè. Rồi là va x nè. Rồi là sigma bình phương x nè. Rồi sigma bình phương. Tức là nó có nhiều ký hiệu. Trong khi kỳ vọng á, kỳ vọng thì ngoài cái ký hiệu là ex á, ex thì nó còn ký hiệu là mx nè, mi x nè, mi ha. Kỳ vọng nó cũng ký hiệu nhiều bằng nhiều cách. Đó. Thì vậy thì chúng ta có công thức định nghĩa phương sai nè. Đấy, thì phương sai này là cái kỳ vọng của gì đây? X trừ e x tất cả bình phương. Đó là phương sai, đó là chính là kỳ vọng của cái này. Đấy. Thì từ cái định nghĩa phương sai đó, định nghĩa phương sai là trên đây, và kết hợp với biến ngẫu nhiên rời rạc và miền giá trị hữu hạn á, thì mình tính phương sai bằng cách là mình lấy cái x một này nè, không? Mình có x một nè trừ cho gì đây e x bình phương lên. Cái này mình nhân cho gì đây b 1 rồi cộng cho x 2 trừ cho e x mình bình phương lên rồi nhân cho b 2 rồi cộng chấm 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 cộng tới gì đây x n ở đây mình trừ cho e x luôn rồi mình bình phương lên rồi nhân cho gì đây b n
Đấy, thì cái công thức này tính dx theo định nghĩa này. Thì dx chính là phương sai ha. Đấy, còn nếu mà đó là biến ngẫu nhiên rời rạc miền giá trị vô hạn đó, thì mình cũng tính cái tổng như kiểu này, nhưng mà chỗ này mình thay bằng cái gì, cái hiệu vô cùng để thấy nó là cái chuỗi. Còn biến ngẫu nhiên liên tục mà miền hàm mật độ fx đó, thì chỗ này mình lấy x trừ ra x tất cả bình phương rồi nhân cho fx nha. Thì cái này nó chính là gì đây, dx. Nhưng mà thường đó là khi mà mình tính toán phương sai thì mình không có dùng cái công thức này nha. Công thức này gọi là công thức tính phương sai theo định nghĩa không. Bây giờ con mình thường đó là mình sẽ dùng cái công thức này gọi là tính phương sai theo cái kỳ vọng của bình phương đó. Kỳ vọng bình phương đó, thì ở đây phương sai nó sẽ bằng gì đây, kỳ vọng, cái này gọi là kỳ vọng nè, e gọi là kỳ vọng đó kìa, là kỳ vọng của x bình phương trừ cho bình phương kỳ vọng. Đó là phương sai. Đó, thì mình vận dụng trong cũng ba trường hợp. Trường hợp miền giá trị hữu hạn. Rồi trường hợp miền giá trị vô hạn. Vô hạn đếm được. Vô hạn đếm được. Vô hạn đếm được nè. Đó, trường hợp là liên tục. Đó, thì mình cũng làm tương tự. Đó, bây giờ mình đảo là cái ví dụ 2.16 không? Đối với biến ngẫu nhiên mà rời rạc là miền giá trị hữu hạn đó, mình đảo là ví dụ 16. Bây giờ mình muốn tính phương sai của nó. Tính phương sai của nó thì em nhớ nhớ cho thầy cái công thức là gì? Phương sai của x bằng kỳ vọng của x bình phương và trừ cho bình phương kỳ vọng. Không? Và kỳ vọng của x bình phương thì chỗ nào giá trị của x đó thì mình bình phương lên. Không? Trong ví dụ 16 này lúc nãy cái bảng phân phối xác suất nó thế này kìa. X là b x bằng x không? Thì cái này là 0 mà 1/22 nè. Rồi chỗ này là 1 là 7/22 nè. Rồi chỗ này là 2 thì 21/44. Rồi chỗ này là 3 thì 7/44. Không? Như vậy thì mình muốn tính cái phương sai đó là mình sẽ tính kỳ vọng của bình phương. Kỳ vọng của bình phương là từng cái giá trị này mình bình phương lên, mình nhân cho cái xác suất tương ứng đó, phải không? Đó. Rồi mình cộng lại thì nó là 161/144. 161/44 nhé. Đấy. Rồi sau đó là mình sẽ tính cái phương sai. Đây là kỳ vọng của bình phương nè, tức là ex bình nè em, ex bình nè đúng không? Là chỗ này nè. Rồi cái này là ex tất cả bình phương là này. Thấy không? Ex tất cả bình phương này là 105/176. Thì một bạn đọc cho thầy cái chú ý, cái lưu ý chỗ này nè. Bạn đọc cho thầy cái lưu ý này. Lê Thị Mỹ Hạnh đọc cho thầy cái lưu ý này. Dạ thầy, là ta có thể hiểu nôm na phương sai của một biến ngẫu nhiên là bình của bình phương độ lệch của mọi giá trị của biến ngẫu nhiên đó so với giá trị kỳ vọng của nó. Nói cách khác, nó chính là độ lệch bình phương trung bình. Phương sai phản ánh độ phân tán giá trị của biến ngẫu nhiên xung quanh giá trị trung bình. Kỳ vọng trong công nghiệp và kỹ thuật, phương sai biểu đồ biểu thị độ chính xác của chi tiết máy. Nếu đường kính chi tiết máy có phương sai càng nhỏ, nghĩa là chi tiết máy đó càng chính xác. Trong nông nghiệp, phương sai biểu thị độ đồng đều của năng suất lúa hay sản lượng sữa của đàn bò. À, thầy cảm ơn. Thì ví dụ như mình có một cái lô bóng đèn, thấy không? Mình có lô bóng đèn mà cái phương sai nó, phương sai của cái tuổi thọ của nó khá lớn, thì có nghĩa là bóng đèn này nó không đồng đều. Không đồng đều có nghĩa là cái bóng nó có tuổi thọ rất là thấp, một bóng có tuổi thọ rất là cao, thấy không? Đấy. Bây giờ em muốn ví dụ như em là một cái giáo viên mà em muốn đánh xếp hạng cho học sinh. Có hai học sinh mà nó cùng cái điểm trung bình. Không, có hai học sinh A, B cùng điểm trung bình. Hai đứa đều 9,8 điểm hết. Thế thì em sẽ đánh giá cái phương sai. Thế em nào mà có phương sai về điểm số nó càng lớn thì có nghĩa là em đó thì nó càng học không đồng đều. Không?
không đồng đều cũng có nghĩa là gì, có khi nó học giỏi có khi nó học dở, thấy không, không đồng đều là thế. Còn trong cùng một môn hoặc là trong các cái môn khác nhau, có môn nó học giỏi có môn học dở đấy, thì mình sẽ so sánh bằng tiêu chí đó, thấy không đấy. Còn ở trong trong kinh tế tài chính đó, ví dụ như em có một cái kênh đầu tư mà nó sinh lãi trung bình khá cao, nhưng mà đồng thời cái phương sai của cái lãi suất nó cũng khá cao, có nghĩa là cái kênh đầu tư này của em có nhiều rủi ro, có nhiều rủi ro tại vì nó ba hầu nó có rất là nhiều tiền lời, ba hầu nó lỗ vốn, thấy không. Bây giờ tính chất của phương sai là thế này, nếu ít là hằng số thì phương sai của ít bằng không. Tại phương sai theo cái hiểu của chúng ta đó là gì? Phương sai là bình quân của bình phương độ sai lệch. Bình quân của bình phương độ sai lệch của ít so với cái giá trị kỳ vọng của nó. Hiểu chưa? Đó là phương sai. Thì bây giờ đó thì nếu ít là hằng số thì nó đâu có lệch khỏi giá trị trung bình của nó đâu, không, cho nên là phương sai nó bằng không. Còn phương sai của A ít mà cộng cho B thì nó bằng A bình phương đi ít. Các em nhớ cho thầy nè, tính chất của kỳ vọng đó là kỳ vọng của A ít cộng B bằng A nhân cho kỳ vọng của ít, thấy không, và cộng cho B. Còn phương sai của A ít mà cộng cho B thì nó bằng A bình phương nhân phương sai của ít thôi, được chưa đó. Còn đối với kỳ vọng thì mình có là XY là độc lập thì mình mới có là kỳ vọng của X nhân Y bằng kỳ vọng của X nhân cho kỳ vọng của Y, kỳ vọng của Y. Đấy. Còn đối với phương sai thì chỉ có phương sai của tổng, nó bằng tổng phương sai DX cộng DY. Và đồng thời là phương sai của hiệu X trừ Y như thế này, nó cũng bằng phương sai của X cộng phương sai của Y thôi, tức là nó không có mang dấu trừ thêm. Và cái này nó chỉ xảy ra trong trường hợp hai biến ngẫu nhiên độc lập nha, mới có điều này. Bây giờ mình sẽ khảo sát cái ví dụ 2.21. Thì đây là một cái biến ngẫu nhiên mà người ta cho sẵn cái bảng phân phối xác suất rồi đó em, cho bạn sẵn cái bảng phân phối xác suất. Thì ở đây em thấy là gì? X nhận giá trị 0, xác suất là 0.1. Rồi X nhận giá trị 1 với xác suất là 0.3. Rồi X nhận giá trị 2, xác suất là 0.4. X nhận giá trị 3, xác suất là 0.2. Em cộng hết mấy cái hai cái dòng dưới này lại em thấy rõ ràng nó bằng 1 đúng không. Bây giờ tính kỳ vọng và phương sai của X nè. Kỳ vọng của X thì em lấy cái giá trị của X em nhân cho xác suất, không, nhân cho xác suất em cộng lại là 0 nè. Bây giờ mình lấy máy tính mình bấm kiểm tra lại ha. 0 nhân cho 0.1 là khỏi bấm đó, tại vì nó bằng 0 rồi. Rồi 1 nhân cho 0.3 là 0.3. Rồi 2 nhân 0.4 là nhiêu? Nếu mình tính không ra thì mình cứ bấm mình lấy bấm 2 nhân 0.4. Còn nếu mình tính ra thì mình lấy là 0.8 luôn. Rồi 3 nhân cho 0.2 là nhiêu? Là 0.6. Thấy không? Thì lúc này nó sẽ bằng nhiêu? 1.7. Cái kỳ vọng của nó là 1.7 á em, kỳ vọng của nó là 1.7. Bây giờ mình tính cái phương sai ha. Tính cái phương sai. Phương sai thì bằng kỳ vọng của bình phương trừ cho bình phương kỳ vọng đúng không? Kỳ vọng của bình phương là cái gì? Là mình sẽ lấy từng cái giá trị này là mình bình phương lên nhân cho xác suất tương ứng. Thấy không? Thế chỗ này là số 0 không? Không bình phương lên là 0 thì nhân cho 1, 0.1 cũng là 0 cho nên chỗ này bỏ qua đi. Chỗ này 1 bình phương lên là 1 và nhân cho 0.3 là 0.3 nè. Đó, rồi cộng cho chỗ này là nhiêu? 2 bình phương lên là 4. 4 mà nhân cho 0.4. Còn chỗ này là 3 bình phương lên là 3 bình phương là 0.9 thôi. 0.9. 3 bình phương là 0.9 mà
xin lỗi, 3 bình phương là 9. 3 bình phương là 9, 9 mà nhân cho 0,2. Nhân 0,2. Để coi nó bằng nhiêu ha. 37/10, 37/10, nhưng mà cái chỗ này mình phải cần tính trừ cho EX bình phương nữa. Thấy không? Trừ cho EX bình phương tức là trừ cho 1,7 bình phương. Thì lúc này nó ra số gì? Là 0,81 đó. Đấy, vậy thì phương sai của thằng này là 0,81 nè. Bây giờ mình áp dụng tính chất của kỳ vọng mình là, và phương sai thì mình tính phương sai của kỳ vọng, phương sai của Z bằng 3X cộng 5. 3X cộng 5. Thấy không? Thì áp dụng mình mới vừa nghiên cứu lại cái tính chất nè. Nếu như cái Z này là nó cái dạng bậc nhất theo X á thì nó sẽ tính theo kỳ vọng và phương sai của X được. Vậy thì kỳ vọng của Z nó bằng là 3 nhân là kỳ vọng của X và cộng cho 5, đúng không? Đấy. Thì kỳ vọng của X là lúc này của mình là 1,7 này, phải không? Rồi lấy máy tính bấm ra kìa. Đấy. Lấy máy tính bấm ra 3 nè. Nhân cho 1,7, 1,7. Và cộng cho 5. Là 10,1. 10,1. EZ là 10,1. Bây giờ mình sẽ tính cái DZ. DZ thì theo công thức là lúc nãy mình có là gì? Phương sai của Z thì nó bằng 3 bình phương nhân phương sai của X. Thấy không? Phương sai của X mình là 0,81 à. DX là lúc nãy mình tính ra như DX là 0,81 không? Là 0,7729, 0,729 là chỗ này người ta tính đúng rồi nè. Người ta tính đúng rồi. Rồi cái câu B là còn một ý nữa là mình sẽ tính kỳ vọng của 3 căn X, đúng không? Kỳ vọng 3 căn X thì chỗ nào có cái X đó là mình thế số vô. Đúng không? Chỗ nào có X mình thế số vô. Vậy thì mình tính kỳ vọng của 3 căn X nè. Đây là số 3 là thường hiệu chung mình đem ngoài. Tới bây giờ mình bấm lại đi. Kỳ vọng của 3 căn X thì bấm máy lại cho em coi nè. Thì 3 căn X, 3 căn 0. Căn X là 0 đó, rồi nhân cho 0,1. Rồi thực chất cái này mình khỏi nhập thôi, tại vì nhân cho 0 rồi đó là nó bằng 0 rồi. Đấy, cho nên ở đây rồi tiếp tục mình cộng cho 1 3 căn 1 rồi nhân cho 0,3. Rồi tiếp tục cộng cho gì đây? 3 căn 2 nhân 0,4. Ba căn hai nhân 0,4. Rồi tiếp tục cộng cho là 3 căn 3. 3 căn 3 nhân cho 0,2. Thì nó ra là 3,6363. Thấy không? 3,6363 này. Đây là kỳ vọng của nó. Còn phương sai của nó thì thế này em. Phương sai của T thì nó bằng kỳ vọng của T bình phương và trừ cho kỳ vọng của T tất cả bình phương. Không? Nhưng mà cái T bình phương em đây lưu ý là T nè, nó bằng 3 căn X. Vậy thì suy ra cái T bình phương nó bằng là 9X. Vậy thì cái kỳ vọng của T bình phương nó chính là kỳ vọng của 9X nè.
kỳ vọng của 9x thì nó sẽ bằng 9 nhân kỳ vọng của x, đúng không? 9 nhân kỳ vọng của x. Còn et này ở trên mình tính rồi nè, mình đưa xuống đây đó. Thì 9 nhân 1,7 không ra được cái số này. Đó là định nghĩa về phương sai ha. Bây giờ mình sang một cái khái niệm tiếp theo, đó là cái khái niệm về độ lệch chuẩn. Thì độ lệch chuẩn là thực chất nó chính là căn bậc 2 của phương sai thôi, tức là sigma x bằng căn bậc 2 của dx, và sigma của a x cộng b thì bằng giá trị tuyệt đối của a nhân ra độ lệch chuẩn của x. Cái này mình đọc là độ lệch chuẩn của a x cộng b nè, nó bằng giá trị tuyệt đối của a nhân độ lệch chuẩn của x, không? Và chúng ta có một cái định lý là định lý 2.7 nè. Nếu như x có kỳ vọng là mi và phương sai là sigma bình, thấy không, thì á là cái biến ngẫu nhiên x sau này nè, x sau nó lấy x trừ mi chia sigma, phải không, nó có kỳ vọng bằng không mà phương sai bằng 1. Đấy. Thì cái biến ngẫu nhiên x sau này nó gọi là biến ngẫu nhiên chuẩn hóa của x, ha, chuẩn hóa của x, gọi là biến ngẫu nhiên chuẩn hóa của x nha các em. Thì em nhớ cho thầy là x sau là chuẩn hóa của x, và x sau này nó có kỳ vọng bằng không và phương sai bằng 1, ha. Thì một số các cái số đặc trưng khác của biến ngẫu nhiên thì mình có cái moment gốc bậc k, moment gốc bậc k nó chính là cái kỳ vọng của x mũ k. Còn cái moment trung tâm hay là moment quy tâm bậc k nó chính là cái đại lượng mình ký hiệu là mika. Mika này nó là bằng kỳ vọng của x trừ e x tất cả mũ k. Thì cái moment trung tâm bậc 2 á, tức là cái mi 2 đó, nó chính là cái phương sai lúc nãy mình học rồi. Còn cái moment mà gốc bậc 1 đó, nó chính là kỳ vọng lúc nãy mình học rồi. Không? Đấy. Thì nó có một cái định lý là nếu như k nhỏ hơn l là các số nguyên thì mk tồn tại thì ml cũng tồn tại. Còn nếu mk tồn tại thì mik cũng tồn tại và ngược lại. Đó. Rồi cái khái niệm tiếp theo là cái khái niệm gì, mod. Mod của biến ngẫu nhiên là thế nào? Nếu như biến ngẫu nhiên mà nó liên tục và nó có hàm mật độ là f thì chỗ nào hàm mật độ nó đạt giá trị lớn nhất thì cái đó là mod. Còn đối với biến ngẫu nhiên rời rạc á, thì mình muốn tìm cái mod á. Muốn tìm cái mod của x á thì là mình chỉ cần tìm cái chỗ nào mà nó có xác suất cao nhất đó là mod. Chẳng hạn như trong cái bảng này nè các em, trong cái bảng này thì bây giờ yêu cầu tìm mod x thôi. Mod x thì em thấy là trong bốn cái mức xác suất 1, 2, 3, 4 này thì chỉ có mức xác suất này nó cao nhất thôi, đúng không? Vậy thì mod x bằng 2. Mod x bằng 2. Đó, ngoài ra thì có cái định nghĩa trung vị. Trung vị thì lúc trước là khi mà mình học cái hàm phân phối xác suất thì mình biết là cái đồ thị của hàm phân phối xác suất nó như thế này nha. Chỗ này là 1 nè. Chỗ này là 1/2 nè. 1/2 em kéo dài ra thì nó cắt cái đồ thị của hàm phân phối tại điểm điểm này em chiếu xuống thì cái chỗ này nó chính là XME tức là giá trị trung vị. Thấy không? XME giá trị trung vị. Thì chỗ này có nghĩa là cái giá trị của FXME này nó là bằng 1/2. Thấy không? Thì cái này gọi là trung vị. Thì sau này nó còn cái định nghĩa là tứ phân vị nữa. Tứ phân vị là thế này. Ví dụ như cái hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X là như thế này, phải không? Chỗ này là cao nhất là 1 nè. Chỗ này nó bằng 1/2 nè. 1/2 thì cái điểm này nó gọi là điểm trung vị, là XME. Thì nó còn một cái điểm nữa mà chỗ này nó là nó bằng 1/4. 1/4 thì nó cắt chỗ này tại điểm này chiếu xuống đây. Thì cái này gọi là Q1, tức là tứ phân vị thứ nhất. Và tương tự như chỗ này nó có tứ phân vị thứ hai nè. Tứ phân vị thứ hai.
siêu thứ ba chứ, tứ phân vị thứ ba, chỗ này chiếu qua thì nó là 0,75 nha, 0,75. Thì cái chỗ này nó gọi là tứ phân vị thứ ba, nó gọi là Q3. Còn cái trung vị nó còn gọi là cái tứ phân vị thứ hai, không? Nó còn gọi là cái tứ phân vị thứ hai, tức là Q2. Đó. Thường trong cái điểm dữ liệu mình thu thập luôn là mình sẽ tìm mấy cái số này nè. Trong thực hành thì mình sẽ nhắc lại. Rồi, ngoài ra thì nó còn cái hệ số bắt đối xứng với hệ số đối xứng, thấy không? Thì cái này nó theo bắt đối xứng là thế này, thường đó là cái phân phối xác suất thì nó cái hàm mật độ nó sẽ có dạng thế này, gọi là đối xứng, không? Thì bắt đối xứng có nghĩa là gì? Nó sẽ bị lệch qua bên đây, bị lệch qua bên đây. Đó. Cái này nó có phân phối lệch trái tức là gì đây? Cái gamma 1 nó lớn không, lệch trái. Còn nếu như mà nó có lực phân phối lệch phải là thế này. Lệch phải này. Thấy không? Thì cái này là gì? Gamma 1 nhỏ nhỏ hơn không. Cái này gamma 1 nhỏ hơn không. Thấy không? Là phân bố lệch phải. Ngoài ra nó có cái định nghĩa cái hệ số nhọn đó em, hệ số nhọn, thấy không? Hệ số nhọn là moment quy tâm bậc 4 và chia cho cái sigma của 4, không? Trừ 3. Còn cái hệ số nhọn là nó đánh giá xem là một cái biến ngẫu nhiên đó là nó có là thô hay là nó thon hơn cái phân phối chuẩn. Thường cái phân phối chuẩn là nó có hình quả chuông như thế này nha. Thì bây giờ nếu mà một cái phân bố, cái phân phối mà nó gọi là cái nhọn hơn phân phối chuẩn đó, thì nó cái đỉnh nó lên thế này. Ngược lại là nếu mà cái chỗ này là mình có là gamma 2 lớn không đó. Còn trường hợp mà gamma 1 lớn không nằm dưới đây này. Đấy không? Thì cái này là gamma 2 bằng 0. Này cái đường chính giữa nè. Còn cái đường nhỏ hơn này đó là gamma 2 lớn không, còn cái đường nhỏ ít hơn này thì gì? Gamma 1 hoặc gamma 2 nhỏ hơn không. Thì bây giờ thầy sẽ ra cho các em một cái bài tập và thầy sẽ hỏi các em để kiểm tra lại những cái gì mình đã biết ha. Thì thứ nhất là mình củng cố lại bài học hôm nay của mình, đó là bài học mình học về cái gì. Thứ nhất là mình học về cái biến ngẫu nhiên. Và biến ngẫu nhiên này mình có học về định nghĩa, rồi định ví dụ và tính chất. Rồi về cái luật phân phối của biến ngẫu nhiên. Luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên ít. Thì mình sẽ nghiên cứu về cái hàm phân phối nè. Hàm phân phối nè. Cái bảng phân phối nè. Rồi cái gì nữa? Rồi cái hàm mật độ. Hàm mật độ ha. Đấy. Về cái số đặc trưng. Số đặc trưng. Số đặc trưng thì ở đây mình có cái số nào? Nó là kỳ vọng nè. Rồi phương sai nè. Rồi đó là độ lệch chuẩn nè. Là chủ yếu ba cái thằng này thôi. Bây giờ có nhiều có thêm một số bài đó mình sẽ hỏi thêm cái mốt. Ừ, chuẩn bị thì mình bỏ qua. Mình tham khảo thêm thôi, chuẩn bị. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi vào cụ thể một cái bài tập mà đặng cho các em làm thử coi được không nha. Bây giờ thì cho cái biến ngẫu nhiên ít. Cho biến ngẫu nhiên ít nó có cái bảng phân phối xác suất như sau. Có 5 giá trị. Vậy cái này là 0,8 phải không? Này 0,2 đi. Cứ giả sử như thế.
cộng lại coi đúng chưa nghe em, 2 4 6 7, 7 với 3 là 10, vậy là không phải, cái này tổng nó là 1 là đúng rồi. Đó, như vậy thì bây giờ em tính cho thầy là cái kỳ vọng của ít rồi, rồi cái phương sai của ít rồi, thầy tính như thế và độ lệch chuẩn của ít luôn, sigma ít rồi bạn nhé. Bây giờ thầy gọi tên nha, gọi tên là bạn đó là tính cho thầy luôn. Lý Quốc Khang. À, thầy có rồi. Em tính cho thầy cái kỳ vọng coi, em lấy cái số nào nhân số nào cộng số nào em đọc cho thầy nghe, ghi vô coi, rồi sau đó bấm máy ha. Dạ em tính máy cái này. Hồi là đấy, tí thì kết quả ra là bằng 1,7 phải không mày? Thì chưa tính, bây giờ em đọc công thức cho thầy trước rồi em bấm máy rồi. Em bấm cái này. Dạ thầy là 0 mình nhân với 0,2. 0 nhân cho 0,2 nè. Cộng cho là 1, 1 nhân cho 0,3. Cộng 2 nhân cho 0, ủa số đó số 2 số 3 vậy? Số 2. Cộng cho 2 nhân cho 0,2. Cộng cho 3 nhân 0,2. Cộng cho 4 nhân 0,1. Rồi, bấm máy tính tính ra như này coi luôn coi là nhiêu. Dạ hay là 1,7. Cái này bằng 1,7 hả? 1,7. Rồi bây giờ mình tính thử cái DX rồi ha. Rồi bây giờ mình tính DX nè. DX thì cái công thức của mình là EX bình phải không? Dạ, EX bình. EX bình trừ cho EX tất cả bình. Dạ hay là 0, dạ 0 nhân 0,2 tất cả bình. 0 bình phương nhân 0,2. Không phải tất cả bình. Rồi cộng cho mấy? Dạ hay là cộng cho 1. 1 bình nhân, phương nhân cho 0, 0,3. Bình phương luôn. À, cái chỗ này là bình phương nha, nhưng mà khi mà báo máy hỏi bình phương tại một bình phương bằng một rồi ở đây là hai bình phương nhân cho mấy? Dạ hay là 0,2. Đúng rồi, rồi cộng tiếp cho gì? 3 bình nhân 0,2 ba bình phương nhân 0,2 rồi cộng cho gì? 4 bình nhân cho 4 bình nhân 0,1 rồi trừ cho gì? Cuối cùng là trừ cho gì? Dạ hay là trừ cho là 1 1,7 thì EX này, EX bình phương nè, bình phương lên, đúng không? 1,7 tất cả bình. Rồi bây giờ bấm máy tính ra cho thầy kết quả này coi. Cái này là 1,61. 1,61. Chính xác chưa em? 1,61 phải không? Dạ. Đó, thì bây giờ cái công thức kỳ vọng phương sai mình tính vậy đó. Đó. Kỳ vọng phương sai là em mới biết cái tính không? Rồi cái buổi học của thầy đến đây là tạm dừng ha. Thì thầy cũng đã gửi cho các em các cái kiến thức tương đối đầy đủ về cái phần biến ngẫu nhiên đó. Thì nếu như mình có thắc mắc gì thì mình trao đổi thêm ha. Có thắc mắc gì không ạ? Có bạn nào tính kỳ vọng phương sai, ví dụ như mình cho cái bảng phân phối ra đây nè, mình cho biến ngẫu nhiên mà nó có cái bảng phân phối xác suất như thế này, bây giờ tính kỳ vọng phương sai mình làm được không? Được không? Đấy. Nếu làm được thì hiểu bài ha, không làm được thì chưa hiểu ha. Thì cái bài kiểm tra tuần kiểm tra số 3 của mình á, nó sẽ về liên quan đến biến ngẫu nhiên nè, thấy không? Rồi chúng ta có câu hỏi gì, đặt câu hỏi gì không ạ? Nếu không có thì chúng ta nghỉ ha.